Thưa quý vị, từ cuối năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 2545 phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020. Xác định rõ tầm quan trọng của đề án cũng như xu hướng của thị trường, những năm qua, Điện lực Đà Nẵng đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp khuyến khích khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, bước đầu thu được hiệu quả tích cực. Công ty Điện lực Đà Nẵng cho biết, để khuyến khích cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, đơn vị đã liên kết với 19 ngân hàng và các ví điện tử như Payzo, VTC365, VNPay, Vimo, VNPT Pay, Momo, v.v., giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn khi thực hiện thanh toán điện tử. Ngành điện thành phố cũng đã lập các tổ tuyên truyền, vận động khách hàng không dùng tiền mặt khi thanh toán tiền điện, hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng miễn phí tại nhà, có chiết khấu hấp dẫn cho khách hàng đăng ký thanh toán qua ví điện tử tại các điểm trung gian thu hộ. Từ cuối năm 2018 đến 2019, thì tất cả khách hàng sử dụng điện ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được thanh toán tiền điện qua các đơn vị ngân hàng và tổ chức trung gian. Nếu mà tính riêng cái hình thức là thanh toán tiền điện mà không dùng tiền mặt, thì đến hết tháng 11 năm 2020 thì đã có 87% là tính theo tỷ lệ hóa đơn của khách hàng sử dụng điện là được thanh toán là theo hình thức không dùng tiền mặt và tăng 35% so với cùng kỳ năm 2019. Khi dịch COVID-19 bùng phát, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt được mở rộng và nhận thức của người dân về sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đã có những chuyển biến tích cực. Chính vì vậy, giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt của Điện lực Đà Nẵng là bước đi đúng đắn, đáp ứng xu hướng hiện đại và mang đến sự tiện ích cho khách hàng. Tôi cũng có sử dụng việc là trả tiền điện không có thanh toán bằng tiền mặt, nó tiện lợi hơn và mình đỡ đi ra đường hơn nữa. Để giúp khách hàng tiếp cận dễ dàng với các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, Điện lực Đà Nẵng cũng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, đưa ra những phương án ưu việt nhất, qua đó nâng cao hiệu quả của hình thức thanh toán tiện lợi này. Thì để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng trong cái việc mà tiếp cận với các cái phương thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt, thì công ty cũng đã thiết kế và bổ sung các cái chức năng liên kết với các đơn vị ngân hàng tổ chức trung gian trong cái việc thanh toán tiền điện thông qua cái app chăm sóc khách hàng cũng như là các cái website của công ty hay là của trung tâm chăm sóc khách hàng. Và đặc biệt là mới gần đây nhất thì cái mã QR code cũng đã được tích hợp vào cái thông báo tiền điện cũng như là hóa đơn tiền điện nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng trong cái công tác thanh toán tiền điện và hướng đến là 100% khách hàng ở trên địa bàn của thành phố sẽ thực hiện cái hình thức là thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Việc áp dụng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt của Điện lực Đà Nẵng không chỉ đáp ứng nhu cầu của người dân mà còn bắt kịp xu hướng của nền kinh tế số. Trước những cơ hội và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngành điện thành phố tiếp tục có những cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần chung vào sự phát triển của Đà Nẵng.